Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng: Trong người Lê-vi, hãy dựng sổ các con cháu Kê-hát tùy theo họ hàng và tông tộc của chúng nó, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người nào có thể giúp công vào hội mạc. Này sẽ là phần việc của con cháu Kê-hát tại trong hội mạc. Họ sẽ coi sóc nơi chí thánh. Khi nào dời trại quân đi, A-rôn và các con trai người sẽ đến gỡ bức màn mà bao lấy hòm bản chứng, đoạn đắp lên một tấm phủ bằng da cá nược, trải trên một tấm nỉ toàn màu điều xanh và xỏ đòn khiên vào. Cũng trải một tấm nỉ màu điều xanh trên cái bàn về bánh trần thiết. Ở trên bàn thì sắp dĩa, chén, tộ và chậu về những lễ quán. Bánh hằng trần thiết cũng sẽ có ở trên nữa. Rồi trải trên các vật đó một tấm nỉ màu đỏ sậm, đắp một tấm phủ bằng da cá nược và xỏ đòn khiên vào. Cũng phải lấy một tấm nỉ màu điều xanh mà đậy chân đèn thắp, các thếp đèn, kéo hớt tim, đồ đựng tro và các bình dầu mà người ta dùng về chân đèn. Rồi để chân đèn và hết thảy đồ phụ tùng trong một tấm phủ bằng da cá nược để lên trên cái sệ. Họ phải trải trên bàn thờ bằng vàng một tấm nỉ màu điều xanh và đắp một tấm phủ bằng da cá nược rồi xỏ đòn khiên vào. Lại cũng phải lấy hết thảy đồ đạc dùng về công việc nơi thánh, để trong một tấm nỉ màu điều xanh, rồi đắp một tấm phủ bằng da cá nược và để lên trên cái sệ. Phải hút tro của bàn thờ, trải ở trên một tấm nỉ màu đỏ điều, để lên trên hết thảy đồ đạc dùng về công việc của bàn thờ, tức là những lư hương, nĩa, vá, chén, cùng những đồ phụ tùng của bàn thờ. Rồi đắp trên bàn thờ một tấm phủ bằng da cá nược và xỏ đòn khiên vào. Sau khi A-rôn và các con trai người đã đậy điểm nơi thánh và các đồ đạc thánh xong, khi dời trại quân đi, thì các con cháu Kê-hát phải đến đặng khiêng các đồ đạc đó. Họ chẳng nên đụng vào những vật thánh, e phải chết chăng. Trong hội mạc, ấy là đồ mà các con cháu Kê-hát phải khiêng đi. Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, sẽ coi về dầu thắp đèn, hương liệu của lễ chay hằng hiến, dầu sức, cả đền tạm và hết thảy vật chi ở trong nơi thánh với đồ phụ tùng của nơi thánh. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng: Hãy làm thế nào cho tông tộc Kê-hát chớ bị trút khỏi chi phái Lê-vi, và hãy làm điều này cho chúng nó để khi đến gần nơi chí thánh chúng nó được sống chẳng phải chết. A-rôn và các con trai người phải đến các công việc cho mỗi người và đồ chi họ phải khiêng đi. Dẫu một lát, chúng nó chớ nên vào đặng xem những vật thánh, e phải chết chăng. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Cũng hãy dựng sổ các con cháu Gẹt-sôn tùy theo tông tộc và họ hàng họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50. Người khác kê sổ hết thảy những người nào có thể làm công việc trong hội mạc. Này là chức việc của các họ hàng Gẹt-sôn, hoặc phải làm, hoặc phải khiêng đồ. Họ sẽ mang những tấm màn của đền tạm và hội mạc, tấm bông của hội mạc, tấm lá phủ bằng da cá nược ở trên và bức màn của cửa hội mạc, các bố vi của hành lang ở chung quanh đền tạm và bàn thờ, bức màn của cửa hành lang, những dây chạc và hết thảy đồ dùng về các vật đó cùng làm các công việc về những món ấy. Hết thảy công việc của con cháu Gẹt-sôn, món chi họ phải khiêng đi và việc chi họ phải làm đều sẽ theo lệnh A-rôn và các con trai người chỉ biểu. Người phải giao cho họ coi sóc mọi món chi phải khiêng đi. Trong hội mạc, ấy là công việc của các họ hàng con cháu Gẹt-sôn. Họ sẽ giữ chức phận mình dưới quyền cai trị của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn. Người phải kê sổ con cháu Merari tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người nào có thể giúp công vào hội mạc.
về các công việc của con cháu Merari trong hội mạc. Này là vật họ phải coi sóc và khiêng đi: những tấm ván của đền tạm, các xà ngang, trụ, lỗ trụ, các trụ chung quanh hành lang và lỗ trụ, nọc, dây chạc, cùng hết thảy đồ đạc và các vật chi dùng về việc đó. Các ngươi sẽ kê sổ từng tên những vật chi họ phải coi sóc và khiêng đi. Đó là hết thảy việc của các họ hàng Merari về những công việc trong hội mạc mà họ phải làm ở dưới quyền cai trị của Ithama, con trai thầy tế lễ Aaron. Vậy, Môi-se, Aaron và những hội trưởng kê sổ con cháu Kê-hát tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người nào có thể giúp công trong hội mạc và những người mà người ta kê sổ tùy theo họ hàng mình, cộng được 2.750. Đó là những người của các họ hàng Kê-hát đã bị kê sổ, tức là hết thảy người hầu việc trong hội mạc mà Môi-se và A-rôn kê sổ y theo mạng của Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy. Còn con cháu của Gẹt-sôn đã bị kê sổ tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người có thể giúp công trong hội mạc, cộng được 2.630. Đó là những người về các họ hàng con cháu Gẹt-sôn đã bị kê sổ, tức là mọi người hầu việc trong hội mạc mà Môi-se và A-rôn tu bổ y theo mạng của Đức Giê-hô-va. Còn những người về họ hàng con cháu Merari đã bị kê sổ tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là mọi người có thể giúp công trong hội mạc, cộng được 3.200. Đó là những người về các họ hàng con cháu Merari đã bị kê sổ. Môi-se và A-rôn lấy bộ dân y theo mạng của Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy. Hết thảy những kẻ ở trong người Lê-vi mà Môi-se, A-rôn và các quan trưởng Israel tu bộ tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là mọi người đến đặng hầu việc và khiêng đồ trong hội mạc, cộng được 8.580. Người ta tu bộ người Lê-vi tùy theo mạng của Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy, cắt phần cho mỗi người việc mình phải làm và vật chi mình phải khiêng đi. Người ta tu bộ dân tùy theo lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se vậy. Chương 5. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy biểu dân Israel đuổi ra ngoài trại quân hết thảy người phun, người có bệnh bạch trược và người vì cớ đụng đến một xác chết nào đã bị ô uế. Bất luận nam hay nữ, các ngươi phải đuổi họ ra ngoài trại quân, hầu cho họ không làm cho trại quân bị ô uế là nơi ta ngự ở trong. Dân Israel bèn làm như vậy, đuổi họ ra khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho Môi-se vậy. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cùng dân Israel như vậy: khi một người nam hay nữ phạm một trong những tội người ta thường phạm, cho đến can phạm cùng Đức Giê-hô-va và vì cớ đó phải mắc tội, thì người ấy phải xưng tội mình đã phạm ra và trả tang vật lại đủ và thêm 1/5 giá vật mà giao cho người mình đã mắc tội cùng. Nếu người này không còn và không bà con nào để lãnh tang vật đó lại, thì vật ấy sẽ về Đức Giê-hô-va, tức là về thầy tế lễ, ngoại trừ con chiên đực về lễ chuộc tội mà thầy tế lễ sẽ dùng đặng chuộc tội cho người mắc tội đó. Phàm lễ vật chi biệt riêng ra thánh mà dân Israel dâng cho thầy tế lễ đều sẽ thuộc về người. Những vật biệt riêng ra thánh mà mỗi người dâng sẽ thuộc về người. Vật chi mỗi người ban cho thầy tế lễ chắc sẽ thuộc về người vậy. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cho dân Israel rằng, nếu một người đàn bà lỗi đạo và phạm tội bất chánh cùng chồng, nếu có một người nam gian dâm cùng nàng mà việc nhẹm khuất mắt chồng, nếu nàng bị ô uế kín nhiệm, không có chứng cớ đối cùng nàng và nàng không bị bắt tại trận, nếu tính ghen phát nơi người chồng ghen vợ mình, hoặc đã thật bị ô uế hoặc không có bị ô uế, thì người này phải dẫn vợ mình đến trước mặt thầy tế lễ và vì nàng đem theo 1/10 epha bột mạch nha dùng làm của tế lễ. Người chớ nên chế dầu vào
và cũng chẳng nên bỏ nhũ hương lên trên, vì là một của lễ chay về sự ghen tương, một của lễ chay kỷ niệm đặng nhắc tội gian ác. Thầy tế lễ sẽ biểu người nữ đến gần, đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Kế đó, thầy tế lễ lấy nước thánh đổ vào chậu đất, hốt bụi ở trên đất của đền tạm mà bỏ trong nước. Đoạn, thầy tế lễ phải biểu người nữ đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, lột trần đầu nàng, để của lễ kỷ niệm trong lòng bàn tay nàng, nghĩa là của lễ chay về sự ghen tương. Và thầy tế lễ phải có nước đắng dán rủa xả trong tay mình. Thầy tế lễ phải bắt người nữ thề và nói cùng nàng rằng: nếu chẳng một người nam nào nằm cùng ngươi, và nếu đang dưới quyền chồng, ngươi không có lỗi đạo và không bị ô uế, thì chẳng phải mắc một điều hại nào của nước đắng dán rủa xả này. Còn nếu đang dưới quyền chồng mà ngươi lỗi đạo, nếu ngươi bị ô uế, và nếu một người nào khác hơn chồng đã nằm cùng ngươi. Bây giờ, thầy tế lễ phải bắt người nữ lấy một lời thề trù ẻo mà thề, và nói cùng nàng rằng: cầu Đức Giê-hô-va khiến cho ngươi trở nên một mầm rủa xả và trù ẻo giữa vòng dân sự ngươi, làm cho ngươi ốm lòi hông và phình bụng lên. Nước đắng dán rủa xả này khá chuông và ruột gan, làm cho bụng ngươi phình lên và ốm lòi hông. Người nữ sẽ nói rằng: Amen, Amen. Kế đó, thầy tế lễ phải viết các lời trù ẻo này trong một cuốn sách, rồi lấy nước đắng bôi đi. Thầy tế lễ sẽ biểu người nữ uống nước đắng dán rủa xả. Nước đắng dán rủa xả sẽ vào trong mình nàng, đặng làm cay đắng cho nàng. Đoạn, thầy tế lễ sẽ lấy khỏi tay người nữ của lễ chay về sự ghen tương, đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va và dâng lên trên bàn thờ. Rồi lấy một nắm của lễ chay kỷ niệm và xông trên bàn thờ, kế biểu người nữ uống nước đắng. Và khi nào thầy tế lễ biểu người uống nước đắng rồi, nếu quả người có bị ô uế và phạm tội bất chánh cùng chồng mình, thì nước đắng dán rủa xả sẽ vào mình, làm cay đắng cho nàng, bụng nàng sẽ phình lên, hông nàng ốm lòi, và người nữ này sẽ là một mầm rủa xả giữa vòng dân sự mình. Còn nếu người nữ không bị ô uế, vẫn thanh sạch, thì nàng sẽ chẳng bị một điều hại nào và sẽ sinh con. Đó là luật lệ về sự ghen tương. Khi một người đàn bà ở dưới quyền chồng mình lỗi đạo và bị ô uế, hoặc khi nào tính ghen phát sinh nơi người chồng mà ghen vợ mình, người phải đem vợ đến trước mặt Đức Giê-hô-va, và thầy tế lễ sẽ làm cho nàng hết thảy điều chi luật lệ này truyền dạy. Người chồng sẽ vô tội, còn người đàn bà đó sẽ mang lấy tội mình. Thi Thiên 44. Hỡi Đức Chúa Trời, lỗ tai chúng tôi có nghe, tổ phụ chúng tôi đã thuật lại công việc Chúa đã làm trong đời họ buổi ngày xưa. Chúa dùng tay mình đuổi các dân tộc ra, xong lại tài bồi tổ phụ chúng tôi. Chúa làm khổ cho các dân nhưng lại làm cho tổ phụ chúng tôi lan ra. Vì họ chẳng nhờ thanh gươm mình mà được xứ, cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà được cứu, bèn nhờ tay hữu Chúa, cánh tay Chúa và sự sáng mặt Chúa, vì Chúa làm ơn cho họ. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là vua tôi, cầu Chúa ban lệnh giải cứu Gia-cốp. Nhờ Chúa chúng tôi sẽ xô đổ cừu địch chúng tôi. Nhân danh Chúa, chúng tôi dày đạp những kẻ dí nghịch cùng chúng tôi. Vì tôi chẳng nhờ cậy cung tôi, thanh gươm tôi cũng sẽ chẳng cứu tôi đâu. Nhưng Chúa đã cứu chúng tôi khỏi cừu địch chúng tôi, làm bỉ mặt những kẻ ghen ghét chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời. Song nay Chúa đã từ bỏ chúng tôi, làm cho chúng tôi bị nhuốc nhơ. Chúa chẳng còn đi ra cùng đạo binh chúng tôi nữa. Chúa khiến chúng tôi lui lại trước mặt cừu địch, và kẻ ghét chúng tôi cướp lấy của cho mình. Chúa đã phó chúng tôi khác nào chiên bị định làm đồ ăn, và đã làm tán lạc chúng tôi trong các nước. Chúa đã bán dân sự Chúa không giá chi, và đánh giá chúng nó chẳng cao. Chúa làm chúng tôi thành vật ô nhục cho kẻ lân cận chúng tôi, làm đồ nhạo báng và một sự chê cười cho những kẻ ở chung quanh. Chúa làm chúng tôi nên tục ngữ giữa các nước. Trong các dân, ai thấy chúng tôi bèn lắc đầu. Cả ngày, sự sỉ nhục ở trước mặt tôi, sự hổ ngươi bao phủ mặt tôi, tại vì tiếng kẻ sỉ nhục mắng chửi và vì cớ kẻ thù nghịch và kẻ báo thù. Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng tôi,
song chúng tôi nào quên Chúa, cũng không bội nghịch giao ước của Chúa. Lòng chúng tôi không thối lại, bước chúng tôi cũng không trớ khỏi lối Chúa. Dù vậy, Chúa đã bẻ nát chúng tôi trong chỗ chó rừng, bao phủ chúng tôi bằng bóng sự chết. Nếu chúng tôi có quên danh Đức Chúa Trời chúng tôi, hoặc giơ tay mình hướng về một thần lạ, Đức Chúa Trời há sẽ chẳng hỏi tra sao? Vì Ngài biết thấu sự bí mật của lòng. Thật, vì Chúa mà hằng ngày chúng tôi bị giết, chúng tôi bị kể như con chiên dành cho lò cạo. Hỡi Chúa, hãy tỉnh thức, nhưng sao Chúa ngủ? Hãy trỗi dậy, chớ từ bỏ chúng tôi luôn luôn. Cớ sao Chúa giấu mặt đi, quên nỗi hoạn nạn và sự hà hiếp chúng tôi? Vì linh hồn chúng tôi bị phục như bụi tro, thân thể chúng tôi dính vào đất. Xin Chúa hãy trỗi dậy mà giúp đỡ chúng tôi. Hãy vì sự nhân từ Chúa mà chuộc chúng tôi. Chương 19. Đức Giê-hô-va phán rằng: Hãy đi mua một cái bình bằng đất nơi thợ gốm, rồi kèm một vài trưởng lão trong dân và trưởng lão trong đám thầy tế lễ đi với ngươi, đến nơi trũng của con trai Hi-nôm gần đường vào cửa gốm. Tại đó hãy rao những lời ta sẽ bảo cho. Ngươi khá nói rằng: Hỡi các vua Giu-đa và các ngươi là dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ giáng tai vạ trên nơi này, đến nỗi ai nghe nói cũng phải bùng tai, vì chúng nó đã lìa bỏ ta, đã làm chỗ này nên xa lạ, đã đốt hương ở đó cho các thần khác mà chúng nó, tổ phụ chúng nó, các vua Giu-đa đều chưa từng biết, và vì chúng nó đã làm cho máu vô tội đầy nơi này, lại xây đắp các nơi cao cho ba anh, đặng đốt con trai mình làm của lễ thiêu dân cho ba anh, là điều ta chẳng hề truyền cho, chẳng hề phán đến, là điều ta chẳng hề nghĩ tới trong lòng ta. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán: Này, ngày đến, bây giờ nơi này sẽ không gọi là Tô-phết, cũng không gọi là nơi trũng của con trai Hi-nôm nữa, mà là nơi trũng của sự đánh giết. Trong nơi này, ta sẽ làm hư không mưu của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ làm cho chúng nó ngã bởi gươm trước mặt kẻ thù và bởi tay của những kẻ muốn hại mạng sống chúng nó. Ta sẽ phó thay chúng nó cho chim trời và loài thú đất làm đồ ăn. Ta sẽ khiến thành này làm một trò gỡ lạ nhạo cười. Ai qua lại gần đó sẽ lấy làm lạ và cười về mọi tai vạ nó. Ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai con gái mình, và ai nấy ăn thịt của bạn hữu mình. Trong cơn bị vây bị khốn cực, là khi quân thù nghịch và những kẻ muốn hại mạng sống chúng nó làm khốn cho. Rồi thì ngươi khá đập cái bình trước mắt các người đi với mình mà nói rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Ta sẽ đập vỡ dân này và thành này, cũng như đập cái bình bằng gốm, chẳng còn làm liền lại được. Người ta sẽ chôn thay tại Tô-phết cho đến thiếu chỗ để chôn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đãi chốn này cùng dân cư nó thể ấy. Ta sẽ khiến thành này nên như Tô-phết. Các nhà của Giê-ru-sa-lem và đền đài của các vua Giu-đa đã ô uế thì sẽ như Tô-phết. Thật, ấy là tại trên mái các nhà đó, người ta đã đốt hương cho mọi cơ binh trên trời và làm lễ quán cho các thần khác. Đoạn Giê-rê-mi trở về từ Tô-phết, tức nơi Đức Giê-hô-va đã sai người đi nói tiên tri. Người bèn đứng trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va mà nói với cả dân sự rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ giáng tai nạn mà ta đã báo trước cho thành này và những thành thuộc về nó, thì chúng nó làm cổ mình nên cứng, hầu cho chẳng được nghe lời ta. Chương 20. Pha-su-rơ, con trai của thầy tế lễ Y-mê, làm quản đốc nhà Đức Giê-hô-va, có nghe Giê-rê-mi nói tiên tri những việc này. Pha-su-rơ bèn đánh đòn đấng tiên tri Giê-rê-mi cùng lại ở cửa trên Benjamin thuộc về nhà Đức Giê-hô-va. Bữa sau, Pha-su-rơ thả Giê-rê-mi ra khỏi cùng. Giê-rê-mi nói với người rằng: Đức Giê-hô-va không xưng ngươi là Pha-su-rơ đâu, mà xưng là
Magormitbaship, vì Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ phó ngươi làm sự kinh hãi cho chính mình và hết thảy bạn hữu mình nữa. Chúng nó sẽ chết bởi gươm của kẻ thù mình, chính mắt ngươi sẽ ngó thấy. Ta cũng sẽ phó cả dân sự Giu-đa trong tay vua Babylon. Ngươi sẽ đem chúng nó sang Babylon làm phu tù và lấy gươm giết đi. Ta lại sẽ phó mọi của cải thành này, cùng lợi đã làm ra, vật quý hiện có. Thật, ta sẽ phó đồ châu báu của các vua Giu-đa trong tay kẻ thù nghịch. Chúng nó sẽ lấy làm của cướp mà đem về Babylon. Hỡi Pha-su-rơ, chính mình ngươi cùng những kẻ ở trong nhà ngươi thảy đều đi làm phu tù. Ngươi sẽ đến Babylon chết và chôn tại đó luôn cả bạn hữu ngươi nữa, tức những kẻ mà ngươi đã nói tiên tri giả dối cho. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã khuyên dỗ tôi và tôi đã chịu khuyên dỗ. Ngài mạnh hơn tôi và đã được thắng. Trọn ngày tôi cứ làm trò cười và ai cũng nhạo báng tôi. Mỗi lần tôi nói thì cất tiếng kêu la. Tôi kêu rằng bạo ngược và hủy diệt, vì lời của Đức Giê-hô-va làm cho tôi cả ngày bị sỉ nhục chê cười. Nếu tôi nói, tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa, tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng không chịu được nữa. Tôi có nghe những lời chế nhạo của nhiều người, kinh hãi mọi bề. Những bạn hữu thiết nghĩa của tôi trông cho tôi vấp ngã đều nói rằng, hãy cáo nó, và chúng ta cũng sẽ cáo nó. Có lẽ nó sẽ chịu khuyên dỗ, thì chúng ta sẽ thắng nó và trả thù nó. Nhưng Đức Giê-hô-va ở với tôi như một tay anh hùng đáng khiếp, nên những kẻ bắt bớ tôi sẽ vấp ngã, sẽ chẳng thắng hơn. Vì họ ăn ở chẳng khôn, thì sẽ chịu sỉ nhục rất lớn, tức là sự hổ nhục đời đời chẳng hề quên được. Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài là đấng thử người công bình, xem thấu trong lòng, trong trí. Xin cho tôi thấy Ngài báo thù họ, vì tôi đã đem việc mình tỏ cùng Ngài. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã giải cứu linh hồn kẻ nghèo nàn ra khỏi tay những kẻ ác. Đáng rủa cho cái ngày mà tôi đã sinh, nguyện cho cái ngày mà mẹ tôi đẻ tôi ra đừng được phước. Đáng rủa thay là người đem tin cho cha tôi rằng ngươi đã sinh con trai, làm cho cha tôi đầy sự vui mừng. Nguyện cho người đó cũng như các thành mà Đức Giê-hô-va đã phá đổ chẳng phàn nàn. Nguyện cho nó vừa lúc ban mai nghe kêu la, đến trưa nghe kêu lớn tiếng, vì đã chẳng giết tôi từ trong lòng mẹ, thì mẹ tôi đã làm mồ mả tôi và thai lớn luôn luôn. Sao tôi đã ra khỏi thai để chịu cực khổ lo buồn, cả đời mang sỉ nhục. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.